Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì đây là Samsung Galaxy A20 mà hôm trước mình đã có một video chia sẻ đến các bạn về bốn thứ cao cấp đang có trên nó khi mà các bạn mua nó ở phân khúc tầm giá là 4 triệu đồng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về hiệu năng của nó để xem rằng là với con chip Exynos 7884 thì chiếc máy này nó tối ưu hóa như thế nào và cũng như là nó có mang lại cho các bạn những trải nghiệm là mượt mà khi các bạn chơi một số tựa game như kiểu là Đơn Côn Mobile hay là PUBG Mobile không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong video này nhé. Đầu tiên về chấm điểm AnTuTu Benchmark thì ở đây mình đã chấm ra được là 84.212 điểm, một số điểm nó không quá cao. Chúng ta sẽ có 36.000 điểm CPU và chúng ta có GPU là 17.000. Với một con số điểm này thì có thể các bạn sẽ bảo rằng là mang ra chơi game thì chắc chắn là không chơi được rồi, bởi vì là thậm chí nó còn không bằng cả con 636 mà. Nhưng mà nói chung là điểm số vẫn sẽ là một chuyện, chút nữa thì mình sẽ chơi game trải nghiệm cho các bạn sau. Một cái điểm mà mình rất thích trên chiếc máy này đó là khi các bạn bỏ ra khoảng tầm 4 triệu để mua nó thì các bạn cũng sẽ được trải nghiệm luôn Android 9.0 và cái giao diện nền tảng One UI rất là nhẹ đến từ Samsung. Và chắc chắn với cái nền tảng 9.0 thì chiếc máy này cũng sẽ được tối ưu hóa lại để mang lại cho các bạn những trải nghiệm gọi là tuyệt vời hơn khi mà sử dụng hàng ngày cũng như ở trong chơi game. Thì bây giờ mình sẽ vào thử cái tựa game lên con mobile cho các bạn nhé. Và trên cái con chip Exynos 7884 này, mặc dù chúng ta có một số điểm nó khá thấp, chỉ khoảng tầm là 84.000 điểm mà thôi, nhưng mà đây thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho mình. Đó, và chắc chắn là cái điểm này trước đấy mình cũng đã có một video chia sẻ cho các bạn rồi. Đó, chúng ta có thể mở lên được FPS cao và chúng ta có thể mở lên được chất lượng hình ảnh cao nhất cũng như chất lượng chi tiết cao nhất. Điều này đồng nghĩa với việc đó là chiếc Samsung Galaxy A20 nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh rất là ngon lành và cũng như là với độ mượt mà thì có lẽ là mình cũng không cần phải là nói nhiều nữa rồi. 60 FPS, nhưng mà quan trọng là nó có ổn định hay không. Thì bây giờ mình sẽ tìm thử một trận đấu tùy chọn tổ hợp 5v5. Bởi vì là mình sẽ test nhanh để cho các bạn có thể thấy mà thôi, nên là mình sẽ không đấu với người. Đấu với người sẽ mất thời gian khá là lâu. Và đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái trận game này mình đã chơi được 6 phút 45 giây 46, bây giờ thì nó đang chuyển sang 47 và 48 giây. FPS của mình hiện tại thì vẫn đang ở 60 FPS. Và có một cái điểm mà mình rất thích, đấy là chiếc máy này nó không hề bị nóng trong cái quá trình mà mình chơi game. Vậy nên rằng là chúng ta sẽ không bị cái cảm giác khó chịu ở bàn tay nữa. Mình sẽ bán này, bạn các bạn thấy không ạ? Đó, vẫn nó ở cái mức đó là 59 và 60 FPS, không bị tụt xuống 55 hay là 54 hay là 53 gì hết. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao ở trên cái chiếc Samsung Galaxy A20 này là gọi hiệu năng khi mà chúng ta chơi game. Tất nhiên thì đây cũng không phải là một cái tựa game nó quá là nặng, nhưng để mà chơi mượt mà nó trên một chiếc máy Samsung phân khúc tầm giá 4 triệu thì đây lại là một cái điểm chúng ta rất đáng để khen cái chiếc máy này, đúng không? Các bạn thấy không? Thấy đúng thì cho một cái like cái nào. Và cái thứ hai thì tí nữa mình cũng sẽ test thử cái tựa game PUBG Mobile để cho các bạn có thể thấy rằng là sức mạnh của nó đến là như thế nào. Còn với tựa game PUBG đó là Lincoln Mobile này thì mình phải nói là mình đã quá hài lòng với nó rồi. Chết thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên đây và tiếp tục thì mình sẽ đánh cái con Liliana này. Để xem nhá. Xời, 60 FPS, đứng im một chỗ luôn. Các bạn thấy không ạ? Quá là ngon. Một chiếc máy có thương hiệu, có hiệu năng tốt để chơi tựa game rất là quốc dân thì chắc chắn mình biết là sẽ có rất nhiều bạn thích rồi. Đó, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được là ở phân khúc tầm giá này chúng ta cũng có Redmi Note 7 hiệu năng ngon hơn. Hi hi. Và chuyển qua cái tựa game PUBG Mobile thì các bạn sẽ thấy ở trong đây, mình sẽ đi vào phần setting đồ họa thì chúng ta có thể mở mắt nó lên được HD và cái tốc độ khung hình ở cao, và các bạn có thể hoàn toàn hạ nó xuống mượt để cho chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm hình ảnh nó là tốt hơn, đỡ bị tụt cái khung hình trong cái quá trình của các bạn đi bắn nhau. Nếu như trong tựa game Lego Mobile thì chiếc máy này nó mang lại cho chúng ta những trải nghiệm rất mượt mà, thì trong tựa game PUBG Mobile thì nó lại ngược lại. Khi mà mình để tất cả những cái chế độ như là khung hình mình để cao nhất này, hình ảnh mình để cao nhất thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một sự giật lag không hề nhẹ ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ thử hạ nó xuống cái mức setting ở thấp hơn nhé. Khi mình chuyển cái đồ họa xuống mức thấp nhất và mình để FPS vẫn là cao như cũ thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã có những trải nghiệm là mượt mà hơn trong cái tựa game PUBG Mobile này rồi. Và như vậy thì mình khuyến cáo các bạn, nếu như sử dụng chiếc máy này để chơi tựa game PUBG Mobile thì các bạn nên để cái mức setting như vừa nãy mình đã nói. Còn với cái tựa game Lego Mobile thì các bạn có thể để nó ở mức cao nhất để chơi, không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả. Bây giờ thì mình sẽ ở đằng kia đang có tiếng bắn súng. Vâng,
Một chiến sĩ đã hy sinh, hai chiến sĩ đã hy sinh. Đạn bắn đâu ghê vậy? Và có lẽ thì mình đã hy sinh rồi. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là với chiếc Samsung Galaxy A20 ở trong phân khúc tầm giá là 4 triệu thì nó vẫn có thể mang lại cho các bạn những trải nghiệm gọi là ok khi các bạn trải nghiệm tựa game PUBG Mobile. Còn với tựa game liên quan mobile thì mình không có bất kỳ điểm nào để có thể chê trách nó cả. 60fps rất là mượt mà và ngon lành. Và trên đó là video mình test hiệu năng của Samsung Galaxy A20 với một số tựa game cũng như là điểm số AnTuTu. Các bạn thấy sao về chiếc máy này, xin mời comment để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.